portion của một người finance. Kế tiếp thì em sẽ được giới thiệu hai vị hiệu trưởng sẽ hướng dẫn trong buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Mr. Bảo Cùi, CEO và founder của một người finance. Người thứ hai hướng dẫn đó là Mr. Dylan. Thì Dylan sẽ là có thể kiếm tiền trong thị trường này. Tại vì ở thời điểm này nha, chúng ta không có thể swing hay long term để làm kiếm tiền đâu. Chỉ có thể là scalping và scalping nhanh gọn lấy tiền liền. Thì thị trường đi lên sẽ chia sẻ thêm trong những cái buổi ngày hôm nay. Nhất thì em xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với Massive Plus Future này. Setup professional day trading nha, day trading tốt nhất có thể. Sau buổi Massive Plus này em sẽ cố gắng hết sức để mà mình giải quyết cái vấn đề làm gì để kiếm tiền đầu tiên thì đã, rồi sau đó là mình sẽ đi đến cái phần như thế nào để kiếm tiền, rồi sau đó là tìm hiểu làm gì ha. Năm tôi kiếm 100 ngàn nghe có con số nó lớn. Thì bây giờ mình phải thực tế là một ngày tôi chỉ muốn kiếm 500 thôi. Nhưng mà ngày nào cũng chỉ làm được điều đó thì anh chị sẽ là future này không dùng để long term được. Mà muốn hướng các chị theo một cách suy nghĩ thế này, cái tư duy đó là chúng ta đang kiếm tiền, đây là kiếm tiền lấy ngắn để cho vui dài. Chúng ta kiếm được tiền để chúng ta có tiền về, chúng ta sẽ dùng số tiền chúng ta đầu tư, hoặc là chúng ta có thể dùng option, chúng ta lấy tiền từ future đấy, chúng ta có thể bỏ vào option chúng ta swing. Nhưng mà đương nhiên là phải biết được thị trường đó có swing được hay không. Anh chị nào mà trong clip hoặc là live stream của họ nhiều á, họ thường hay nói như thế này: emotional features, mình là những con người mà mình sẽ dùng vì emotion đó thì có cảm xúc nó chi phối rất là nhiều. Vì vậy đôi khi mà chúng ta thua rồi thì nghĩ đi, làm việc khác, coi cái gì đó hài hước hay là thật như là việc khác, cho nó relax lại thì bắt đầu ngày hôm sau chúng ta đánh lại. Thì cái xác suất mà các anh chị có thể giữ kiếm được tiền và giữ được tiền sẽ cao hơn. Chứ không phải là nói là thắng hoài, không phải giống như vậy. Nhưng
nhưng mà theo cái lệnh của team á thì bảo đảm là thắng là 70% chỉ thua 70-80% chỉ thua có 20-30% thôi. Và nếu là theo lệnh, nếu mà sự đánh với team một ngày á, em nếu mà không có lạnh hết, một ngày em dư sức kiếm 2.000 à, một ngày á là chỉ là stop thôi á, mà có khi có ngày phía trước có ngày á, một ngày mang 7-8.000 luôn cũng có thua lại tùy theo. Nhưng mà ý em nói là nếu mà theo team thì rất là good và dạy đồ rất là chị rất rất là tình, chị cũng rất là happy khi đi cái chuyến này. Xin chào các chị và các anh dễ thương, thiền trưởng và cô giáo mới nhận của mình đó. Thì hy vọng năm tới mình sẽ tiếp tục gặp lại và nhóm mình á sẽ double triple đi mua. Thì đó là cái mà em mong muốn được gặp cho mọi người fan hàng tin của mình. Tháng 12 này, một lần nữa sự kiện Trading Masterclass sẽ quay trở lại, hướng dẫn các anh chị kiếm 10.000 với số vốn chỉ từ 500 đồng. Tất cả sẽ được chuyên gia tài chính Mẫu Bùi Finance và Six Figure Trader Dylan chia sẻ trực tiếp trong 2 buổi. Bí kíp đầu tư toàn diện crypto, bí kíp đầu tư toàn diện chứng khoán và hàng loạt các bí kíp khác. Anh chị sẽ nhận được những tuyệt chiêu có thể kiếm tiền trên 100.000 đô mỗi năm bằng việc trading không quá 10 tiếng mỗi tuần với tài khoản không quá lớn. Thậm chí tài khoản không cần phải có trên 25.000 đô, anh chị hoàn toàn có thể dư khả năng. Cùng Mẫu Bùi Finance kiếm 10.000 đồng hàng tháng với số vốn chỉ 500 đồng tại sao không? Hẹn gặp bạn tại Houston ngày 14 tháng 12 năm 2023 sắp tới. Đăng ký ngay một suất tham gia bằng cách gọi đến toll free 866-212-3389 hoặc truy cập vào đường link bên dưới.